Ngay bây giờ sẽ là lúc mỗi một giám khảo và một huấn luyện viên dành phiếu bình chọn của mình cho thí sinh thứ 6 sẽ có mặt trong đêm chung kết Rapid mùa 2. Bắt đầu. Kết quả đã có trên tay tôi. Nụ cười gì? Mấy đứa A3 có tốt không? Thưa quý vị, có hai thí sinh mỗi người ba chọn. Và đó là Lưu Win và CJ. Chưa tới chung kết mà thi thố nhiều quá. Chúng tôi cũng hơi nghẹt thở trong những giây phút như thế này. Thưa quý vị, chúng ta chỉ có một chiếc vé vào thẳng. Vì vậy cho nên CJ và Lưu Win sẽ bước vào vòng thi A-Bar. Xin mời giám khảo cho chủ đề. Riêng vòng này chúng ta được diện kiến rất là nhiều những thanh niên chơi hip hop nam tính. Vậy thì vòng thi lần này các bạn sẽ phải hóa thân mình vào một nhân vật nữ. Tỉnh dậy khi bạn là nữ thì bạn sẽ làm gì? Anh thì không biết là tụi em sẽ nghĩ như thế nào, nhưng mà nếu Wowy tỉnh dậy mà là phụ nữ thì dễ sợ lắm. Không tưởng tượng được cái cảnh đó. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nghe hai beat nhạc của giám đốc âm nhạc Soliver. Beat 1, xin mời. Beat number 2. Chúng ta sẽ dành cho hai bạn một phút để nhẩm lyric của mình. Thưa quý vị, một trận chiến vô cùng căng thẳng và hai con quái vật sẽ đến với phần A-Bar. Không biết là Lee Win của chúng ta sẽ bắt đầu với beat số mấy đây? Dạ, em chọn beat số 2 ạ. Cho beat số 2 với Lee Win. Các bạn cổ vũ đi, các bạn cổ vũ đi. Yeah. Nếu một ngày tỉnh dậy và thấy mình không còn là mình, nhìn vào trong gương thấy người phụ nữ đang nhìn mình, thì giờ sao? Thì bình tĩnh. Dù tình hình lúc này rất chi là tình hình, thôi một lần chịu khổ để ta biết những khổ cực. Phải công dung ngôn hạnh lại còn thua thiệt đủ chỗ để mà lắng nghe những người phụ nữ nhiều hơn, để yêu thương chăm sóc thay vì chất móc và đòi cơm. Tình hình bây giờ rất là tình hình. Biết lấy lòng ấy nhá. That was good. Nếu mà trời cao có mắt thì CJ nó chọn beat số 2 nữa. Dạ em xin chọn beat số 2 ạ. Công bằng, công bằng, công bằng, công bằng. Yo, nếu như mà ngày đầu tiên mình làm phụ nữ thì mình sẽ sao ta? Check it. Ngày đầu tiên làm phụ nữ mà mình đã chảy lên láng, bụng chân cút lại tổ chức cuộc thi đấu nhảy trên trán. Thật là rất bức xúc, đồ đạc cứ mất chút chút. Mình chả có gì để mặc nên bây giờ sang sale rất đúng lúc. Tóc dài ngang
vai. Thấy thương mẹ nhiều lúc mà mình mang thai. Ngàn lời có cánh cũng chỉ là kiểu tu từ. Xin được cười vào mặt mấy anh nó hiểu phụ nữ quê quê. Thầy khó quá, khó quá, khó quá. Một lần nữa, một lần nữa. Wow. Lưu Huy và CJ. Các bạn ơi, có những điều kỳ diệu mà chỉ xảy ra trên sân khấu thưa quý vị. Và đó là lý do vì sao có những ánh hào quang luôn tồn tại. Và chúng tôi, những người làm nghệ sĩ, luôn lao mình vào ngọn lửa đó một cách rất là bản năng. Đó là ma lực của nghệ thuật thưa quý vị. Chính vì những điều tốt đẹp như thế này, hỏi tại sao chúng tôi lại không yêu thích được làm nghệ sĩ. Rõ ràng trên sân khấu, chúng ta vừa chứng kiến những điều cực kỳ hay ho và nó làm cho chúng ta thăng hoa. Và bây giờ, thưa quý vị, chỉ có một được tuyển thẳng vào chung kết. Liệu đó sẽ là C-Chain hay Lil Win? Huấn luyện viên có gì muốn chia sẻ không ạ? Với hai cái phần A3 vừa rồi, Huy thích cái nào hơn? Hai bạn đều có một cái nỗi cảm thông với những gì mà người phụ nữ họ hy sinh dành cho gia đình mà chúng ta. Em rất là thích, nhưng mà chà, căng quá. Dạ thôi, hướng này gì không nên nói đâu anh. Nếu Rick chọn ông, anh không nên đưa em vào sự lựa chọn này, tại vì có thí sinh cho em trong đây. Vậy công tâm hơn, thoải mái hơn. Bin chọn ai? Trước khi anh chọn một trong hai em thì anh muốn nói cả hai em đều có những cái yếu tố vượt trội ở trong âm nhạc hết. Ở trong team toàn cả hai em đều thắng hết. Nhưng mà nếu mà buộc phải chọn dựa trên cái vòng A-Bar này, C-Chain, anh cảm thấy cái sự đồng cảm của em đối với người phụ nữ nó cao hơn so với Lil Win. Nhưng mà 8 câu của Lil Win, cái tính hài hước nó cao hơn. Cái cách em nói mình biến thành người phụ nữ, khi mà nhìn vào trong gương thấy một người phụ nữ nhìn mình thì anh nếu phải chọn Lil Win. Rhyme. Em cũng giống anh Carrick thôi, em sẽ không đưa ra sự lựa chọn nào ở đây cả. Dạ, anh nghĩ vậy. Không lẽ mình nói mình chọn thí sinh mình thì nó vô duyên quá. Chọn đội bạn thì cũng lại không đúng với trái tim của mình. Nhưng mà công tâm mà nói thì nó rất là ngang kèo anh ạ. Dạ, rõ ràng, yeah. Mình thấy không biết phải làm thế nào luôn. Thực sự rất là khó cho ban giám khảo. Tôi thấy là... Dạ, xin mời hai vị giám khảo. Anh cảm thấy trong cái phần lyric thì Lil Win có cái câu nhìn vào gương thấy một người phụ nữ khác nhìn mình. Còn C-Chain thì thấy là tóc dài, ngang vai và mang thai. Hai câu đấy thì anh thấy cái sự cân bằng nó rất là cao. Tuy nhiên thì chắc anh sẽ để cho anh Ti nhận xét nốt về cái phần kỹ năng còn lại. Về phần lyric thì như anh LK có nói, hai bọn em đều phát triển rất là cân bằng cả về định hướng chủ đề và xử lý vấn đề, để cho mọi người cảm nhận được là bọn em rất là đồng cảm với những cái gì mà bọn em đang trải qua khi mà được hóa thân vào là một người phụ nữ như là mẹ mình, như vợ mình. Nhưng mà tại vì đây là vòng 8-bar, chúng ta hãy coi đây như một sàn đấu battle. Cho nên là anh sẽ hướng đến một người có một con flow kill hơn, có cái sự nhạy bén và cái mức sát thương hơn. Và đó là... Và điều đó anh cảm nhận rõ hơn đến từ... đến từ C-Chain. Và chúc mừng em đến với vòng thi tiếp theo. Chúc mừng C-Chain, nhân vật thứ 6 có mặt trong đêm chung kết, một thành viên của team Carrick. Xin lỗi mọi người. Xin lỗi Ti là anh cũng có cùng cảm nhận như em, nhưng cảm nhận của anh là với Lil Win. Lil Win, anh muốn em vào chung kết. Anh muốn em vào chung kết. Thưa quý vị, như vậy là ngay thời điểm quyết định, giám khảo LK đã sử dụng chiếc nón vàng của mình với Lil Win, thành viên thứ 7 trong đêm chung kết. Thưa quý vị, một thành viên đến từ team Ramastic. Một lần nữa chúc mừng cho C-Chain và cả Lil Win. Và trong giây phút này sẽ là lúc chúng ta gặp lại tất cả chiến binh của Top 24. Xin mời.
Vâng, thưa quý vị, và Trấn Thành xin được đại diện cho ban tổ chức thông báo một tin mà tôi tin rằng rất nhiều fan hâm mộ của nhân vật được thông báo ngay sau đây. Nối tiếp đó là Soul Seven sẽ không thể tiếp tục tham gia cùng với chương trình vì tình hình sức khỏe của bạn. Rất là tiếc khi chúng ta phải chia tay Son 7, một tài năng của rap Việt. Hy vọng là chúng ta sẽ có thể gặp lại Son trong thời gian gần nhất. Quý vị và các bạn thân mến, như tôi đã nói, ở vòng thi bứt phá này sẽ có 8 chiếc vé vào đêm chung kết. Và hiện nay trên sân khấu, chiếc vé đầu tiên CJ, Team Garrick, Lil Win, Team Ramastic. Và chiếc vé thứ ba, thưa quý vị, Black Car, Team Warwick, Viso, Team Ramastic. Chiếc vé thứ năm, Kelly, Team Vinzy. Chiếc vé thứ sáu, BY, Team Ramastic. Và chiếc vé thứ bảy, J-Lo, Team Garrick. Thưa quý vị, và họ là chiến binh đêm chung kết Rap Việt mùa 2 cho đến thời điểm này. Ấn số cuối cùng nằm trên tay của giám khảo Just Tati vì anh ta vẫn chưa sử dụng nón vàng của mình. Xin mời các huấn luyện viên cho tôi một lựa chọn. Nếu như các vị được chọn một, các vị sẽ chọn ai? Chúng ta bắt đầu với Huawei. Dạ, đương nhiên là em sẽ lựa JJ Team Huawei. JJ Team Huawei. Garrick, nếu em còn nón, lựa chọn của em là? Nếu như mà thật sự em còn nón thì chiếc nón của em sẽ dành cho Obito. Obito. Nếu Binzy có nón, Bin sẽ chọn? Xám. Xám. Và với Ryan thì? Em sẽ chọn cho Obito. Obito. Và thưa quý vị, nhân vật cuối cùng sẽ có mặt trong đêm chung kết Rap Việt mùa 2 là... Trước hết thì cảm ơn anh Thành và tất cả mọi người đây đã làm cho cái sự rối trí của Chastity trên này nó thực sự là rối tung rối mù lên. Thực sự để mà nói, em là một người có quan điểm thường là hơi hâm một tí, tại vì là sẽ không đi theo quan điểm của bất cứ ai ở trong khán phòng này cả. Có một người mang cho em một cái vai mà từ năm ngoái, sau khi em cứu bạn Tờ Linh thì về nhà em có một cái sự lấn cấn nhất định là giá như em có hai chiếc mũ vàng thì em có thể cứu thêm được một bạn nữa có một cái vai rất là giống với cái bạn mà em đang nghĩ. Mọi người có thể biết bạn ấy đã diễn cùng với em bài Crying Over You ở sân khấu Rap Việt All Star. Lo. Yeah. Và bạn đấy là bạn Lo. Và cái người mà em đang hướng đến nó sẽ có một cái xuất phát điểm giống như Lo. Một người đi lên từ khó khăn, rất là nội tâm và ít khi cười. Nhưng mà em hiểu là cái nội tâm của bạn ấy cũng giống như bạn Lo và bạn có thể làm được nhiều thứ nữa mà mọi người cảm thấy. Cái vibe hai bạn này rất là tương đồng nhau. Và năm nay em sẽ không để phí cái tài năng như thế nữa. Và ngày hôm nay em sẽ thực hiện lại cái sự lấn cấn đấy của em. Em sẽ... để cho cái niềm hối hận và lấn cấn đấy mình sẽ không còn ở năm nay nữa. Và xin chúc mừng Hoàng Anh. Và xin chúc mừng Hoàng Anh. Chúc mừng Hoàng Anh.